nhiệt tình nhất hội mà anh sẽ làm sập sân khấu bây giờ đấy. Vâng. À, mời bạn Hồng ạ. Chờ bao nhiêu thì bây giờ lên cũng được đến lên áp. Chúc tất cả các cô chú anh chị sang một năm mới tràn đầy niềm vui. Kinh kinh kinh.